Thống kê từ hệ thống giám sát virus của BKAV cho thấy có tới 16% lượng email lưu chuyển trong năm 2016 là email phát tán mã độc ransomware, nhiều gấp 20 lần năm 2015. Ransomware chuyên mã hóa các file dữ liệu trên máy khiến người sử dụng không thể mở file nếu không trả tiền chuộc cho hacker. Năm 2016, virus máy tính đã gây thiệt hại 10.400 tỷ đồng cho người dùng Việt Nam.